Khanh kính chào quý khán giả đến với chương trình thương mại trên Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn thông báo đến quý vị một cái chương trình lễ hội sắp được diễn ra tại Lido Sài Gòn, đó là chương trình Tết Trung Thu sẽ được tổ chức thu hình gọi là Virtual Moon Lantern Festival vào ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, 2020, lúc 6 giờ chiều. Tất nhiên là trong cái hoàn cảnh hiện giờ mà chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách an toàn cho tất cả mọi người. Nếu mà bây giờ không tổ chức đó thì vì vấn đề đại dịch Covid-19 thì phải nói rằng là rất là tội cho các em. Tháng 8 và mong chờ đến ngày Tết Trung Thu được xem các chương trình văn nghệ, rước lồng đèn, rồi thưởng thức bánh Trung Thu vân vân, những cái cuộc vui chơi trong cái ngày Tết Trung Thu. Thì Lido Sài Gòn TV trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy vẫn cố gắng để mà duy trì tổ chức những cái chương trình lễ hội như là chương trình lễ hội Tết Trung Thu này. Thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục có những cái cập nhật mới nhất từ đây cho đến ngày tổ chức cái chương trình Tết Trung Thu. Nhưng mà đây là cái cơ hội rất tốt cho chủ nhân các cơ sở thương mại có thể tham gia bảo trợ cho cái chương trình lễ Tết Trung Thu này, và cũng như là qua cái cơ hội này thì quý vị cũng muốn quảng cáo, quảng bá những cái dịch vụ sản phẩm của quý vị trên các channel của Lido Sài Gòn TV 56.10, 14.2 cũng như là trên Galaxy 19 phát hình khắp Hoa Kỳ và Canada. Thì mọi chi tiết muốn quảng cáo bảo trợ cho chương trình Tết Trung Thu năm nay, xin quý vị liên lạc với Phạm Thanh ở 714-653-0605. Bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu về những nhà hàng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, các cơ sở thương mại đầu tiên. Quý vị, đầu tiên thì chúng tôi xin quý vị đến với cái khu vực ngay góc đường Westminster và đường Newland thuộc thành phố Westminster. Thì thưa quý vị, ở đây đó có một cái nhà hàng rất là nổi tiếng mà trước mùa đại dịch Phạm Khanh mê lắm, thích đến đây ăn lắm. Đó là nhà hàng Lẩu 504. Lẩu 504 ở đây, đặc biệt đây là một trong những nhà hàng còn duy trì lại được cái hình thức đó là ăn thả vàng, có lẩu sa thái, lẩu sa tế, lẩu hải sản. Ở ngoài vô ăn thoải mái, muốn ăn bao nhiêu, no bụng thì thôi. Phạm Anh nhớ ngày xưa giá có 12, 13 đồng gì đó thôi à. Phải không? Nhưng mà bây giờ thì vì vấn đề đại dịch rồi, thành ra là không còn cái chuyện mà buffet ăn thả vàng lẩu nữa. Nhưng mà quý vị vẫn có thể tới đây để mà mua thu vô được. Chúng tôi được biết là trước cái khu vực nhà hàng Lẩu 504 này, bây giờ là người ta cũng để những cái lều cho quý vị có thể đến đó ngồi ăn ngoài trời mát mẻ. Cuối cùng Phạm Khanh đã đến khu vực này rồi, vừa rồi thưa quý vị. Có lẩu thái, lẩu sa tế, lẩu hải sản, đặc biệt là lẩu thái mua mang về. Các cái món khác ví dụ như là bò lúc lắc, bò xào xả, bún thái này kia giá 7 đồng mấy, 8 đồng cũng ok lắm thưa quý vị. Hủ tiếu, mì bò kho, mì xào giòn, xào mềm, áp chảo vân vân. Còn nếu mà quý vị muốn ăn chay thì sao? Ăn chay thì đến kế bên đó là nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh. Ở đây có nhiều món chay lắm quý vị ơi, cũng to go thôi hoặc là ngồi ăn tại chỗ. Chúng tôi thấy có cơm phần đặc biệt 17.99 cho hai người. Được, có món xào, món canh và món một thêm một cái món mặn nữa. Chứ là mặn này mặn là mặn chay đó. Đó mà. Rồi lẩu đó thì là cũng rất là ngon. Cũng có 10.99 thôi, cũng ăn thả vàng cho mỗi người nhưng mà ngồi đằng trước, ở chứ mua ngồi trong đó. Rồi ở nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh còn nhiều món ngon nữa thưa quý vị. Có gì đây, các món như là món xào, món lẩu. Món xào chỉ có 7.99 một phần thôi, cơm 7.99 một người, gồm có rau luộc, dưa leo, canh, và chọn một trong các món tùy quý vị thích. Đó thì xin mời quý vị đến với nhà hàng Lẩu cũng như là nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh ngay góc đường Newland và đường Westminster thưa quý vị. Số điện thoại của nhà hàng chay Nhân Đức Hạnh đó là 714-225-5381. Nhớ là bây giờ mình ngồi ngoài đằng trước ăn được rồi nha quý vị, ngồi đằng trước ăn thoải mái. Phan Phan cũng đang sốt ruột chờ đến cái chuyện mà người ta cho mở bên trong, mình vô bên trong ngồi ăn thoải mái hơn. Nhất là rất là mê lẩu thái ở nhà hàng Lẩu của 504. Rồi bây giờ thì chúng ta cũng trong khu đó, xin mời quý vị sau khi ăn xong rồi đến thạch chè Mỹ Linh. Ở đây có những cái món xôi chè rất là ngon thưa quý vị, món xôi chè rất là ngon. Thạch chè Mỹ Linh hồi trước đó là nổi tiếng về vấn đề vệ sinh luôn luôn được.
các cơ quan vệ sinh của quận Orange County khen ngợi là một trong những tiệm có vấn đề vệ sinh rất là sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ thì tiệm cũng không có mở cửa bên trong được, mà vì tiệm quá nhỏ và cũng đang cái vấn đề cách ly, thành thử ra là không có mở cửa bên trong. Quý vị có thể đến mua xôi chè to go, có phải nói rằng là những cái hàng chục loại xôi chè khác nhau, trong đó cái chè bạch quả Khoai Môn là đặc biệt ở đây mới có bán, những nơi khác không có nha quý vị. Đó, thì xin mời quý vị đi đến với Thạch Chè Mỹ Linh, 714-898-8932. Rồi trong khu đó còn có tiệm bánh Đông Hương Viên. Tiệm bánh Đông Hương Viên thì bây giờ cũng bán to go mà thôi, cà phê, bánh mì, các loại bánh mì, bánh mì chay cũng có nữa. Rồi đương nhiên là mùa này chuẩn bị sắp tới đó là bánh trung thu, không ạ, mua gửi đi các tiểu bang, vân vân, bánh chay, bánh trung thu Đông Hương Viên, thưa vị, cũng trong cái khu vực business center đó. Rồi bây giờ chúng ta đi qua khu vực khác nha, xin mời quý vị đến với ngay góc đường New Hope và đường Bosa, tức là đường Bus, thưa vị, kéo dài thuộc thành phố Santana, thì xin mời quý vị đến với nhà hàng Tân Cảng Newport, Tân Cảng Newport trong cái khu này, tức là trước trong cái khu mà nhà hàng hủ tiếu Tiều Châu, thưa vị, thì nhà hàng Tân Cảng Newport nổi tiếng với cái món tôm hùm xào đặc biệt, rồi có cua răng, trứng muối, nghêu xào lá quế và tất cả những cái món ăn như là canh chua cá bông lau, súp bông bóng cá, cua mực chiên giòn, bò lúc lắc, gà cung phao rất là ngon, mặc dù quý vị mua về to go vẫn ngon như thường. Những du khách phương xa đến Lido Sài Gòn, thậm chí bên Nam qua đây trước cái khi mà đại dịch ra, họ vẫn tới đây ăn cái món tôm hùm xào đặc biệt ở tiệm này lắm. 714-531-5146 gọi trước, order xong đến ngay parking là các nhân viên nhà hàng sẽ đưa ra ngay cho quý vị. Một lần nữa, nhà hàng Tân Cảng Newport, thành phố Santana, ngay góc đường First nha quý vị, và đường New Hope thuộc thành phố Santana, góc đường First và đường New Hope trong khu hủ tiếu Tiều Châu. Họ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng, từ 10 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. 714-531-5146. Thôi bây giờ chúng ta đi qua cái khu vực khác. Ngay góc đường Edinger và đường Chilclick, Edinger và đường Chilclick cũng thuộc thành phố Santana. Ở đây có hai tiệm, thưa vị. Thứ nhất đó là tiệm phở bớt. Tiệm phở bớt này Phạm Khanh hay quảng cáo, ngon vô cùng. Chúng tôi ăn đây 3-4 lần rồi. Phở 7.99 thôi. Tha hồ vô chọn, muốn nạm về gầu gân sách gì cũng được hết trơn á. Bò viên, vân vân. Nói là 7.99 ăn rất khá, rất là ngon. Nước lèo rất là đậm đà nha quý vị. Bây giờ thì họ mở cửa đằng trước. Không có cho vô trong tiệm nữa, mở cửa đằng trước. Quý vị đến đây ăn rất ngon. Có cái món mì bơ tỏi, bò lúc lát, ngon lắm. Mà đặc biệt đó, mê nhất mấy em nhỏ đó là những ly nước đó, mình kêu thêm con đồng ly, trà Thái ly bự lắm, trà Thái, rồi trà Thái xanh nè, rồi có những cái ly chanh dây vân vân, cũng con đồng ly. Đi vào đó kêu phở hoặc là kêu những món ăn xong thì nhớ là kêu thêm một ly nước nữa. Rồi họ có những cái món ăn khác, ví dụ như là cơm gà đi bộ cũng ngon lắm, gỏi gà mà làm theo kiểu gỏi Đà Nẵng đó, bị ăn vị nó mà họ trộn dừa lắm, nhiều khi mình không cần phải chấm thêm nước mắm gì hết cả, rau răm thơm phức mà cắn vô miếng gỏi, ăn vô một cái miếng gỏi đó, phải nói là có gà có rau này kia, mà gà đi bộ ăn ngon lắm, thưa vị. Đó, xin mời vị đến với phở bớt. Rồi kế bên phở bớt thì có tiệm nữa, đó là Sài Gòn View Restaurant. Ở đây thì họ cũng bán to go, nhưng mà họ cũng có cái khuôn viên phía trước, họ nằm ngay góc mà, thành thử ra họ có thể đặt bàn xung quanh cái tiệm của mình. Thì ở cái Sài Gòn, tiệm Sài Gòn View Restaurant thì họ có nhiều món lắm. Ở trong đó Phạm Khanh thấy cái món mà quý bà quý cô mê nhất là món bún riêu rau muống chẻ, ăn khá lắm. Phở gà đi bộ là 7 đồng, rồi cà phê đó thì là mua một ly thứ hai được off 50%, có nước mía nguyên chất xay tại chỗ luôn. Họ cũng có chương trình delivery, nếu quý vị không đi được thì mua order họ delivery đi tới. Ở mà mua trên 30 đồng thì được free delivery. Nhưng mà nếu mà mua dưới 30 đồng thì chịu khó trả thêm 4 đồng cho mấy em nó delivery đến nhà cho mình luôn. 714-486-1298, đó là tiệm Sài Gòn View Restaurant. Rồi bây giờ thưa quý vị, biết rằng các tiệm nail tóc chưa có mở cửa trở lại, nhưng mà nếu quý vị cần những cái dụng cụ chuyên nghiệp để mà làm nail làm tóc đó, thì quý vị xin mời quý vị đến với Kèm Nghĩa. Hiện giờ thì họ bán
online mà thôi, không có mở cửa. Cái tiệm của Kèm Nghĩa đó thì nằm ngay góc đường Garden Road, đường Nelson, tức là đối diện với lại khu Home Depot của thành phố Garden Road. Mà bây giờ thì vì đại dịch họ đóng cửa rồi, nhưng mà họ vẫn bán online. Quý vị vào online order sẽ được ship hàng đến tận nơi. Kèm Nghĩa chính gốc nha, www.nghiacorporation.com, rất dễ nhớ, nghiacorporation.com, hoặc là lên Google search Kèm Nghĩa tại Hoa Kỳ đều có hết. Gọi trực tiếp cũng được, hoặc là muốn order online cũng được. Đây là tiệm Kèm Nghĩa chính gốc nha quý vị, không cần thiết phải đi Việt Nam gửi bạn bè người thân mang vác qua nặng nề lắm. Mua Kèm Nghĩa chính gốc, mua số lượng nhiều vân vân. Hoặc là muốn làm đại lý cũng liên lạc với lại Kèm Nghĩa qua website là nghiacorporation.com. Rồi, chúng ta còn những cái thông báo nào đó. Tôi biết rằng là tiệm vàng Jin Jewelry Jin Kim Thu ấy, tiệm vàng Jin Jewelry đã dọn ra khỏi thương xá Phú Lộc Thọ thưa vị, và bây giờ đang tọa lạc cái trong khu vực Trà Đông, tức là đối diện với thương xá Phú Lộc Thọ. Thì tiệm vẫn tiếp tục mở cửa kinh doanh phục vụ quý vị muốn mua vàng hột xoàn vân vân. Xin mời đến với tiệm vàng Jin Jewelry trước mặt chợ Á Đông thưa vị, trước mặt chợ Á Đông, mở cửa thoải mái, không có còn bị hạn chế nữa. Chúng tôi hy vọng rằng là với cái việc mà Orange County được lấy ra khỏi danh sách những quận hạt cần theo dõi đặc biệt của tiểu bang California đó, thì sắp tới đây các nhà hàng sẽ được mở cửa lại bên trong, nghe đồn rồi không biết là chừng nào, rồi các tiệm tóc cũng vậy, tiệm nail cũng vậy, sẽ được mở cửa bên trong, và cũng như là các cơ sở thương mại sẽ mở cửa trở lại. Nhưng mà vì nhớ rằng là chúng ta cũng phải hết sức là giữ gìn sức khỏe, giữ khoảng cách, giữ an toàn, để mà cái vấn đề là lây nhiễm nó giảm bớt đi và số người chết cũng giảm bớt. Đừng chủ quan nha vị, đừng chủ quan. Chúng tôi đã đọc được nhiều cái mẫu tin tức bài báo là chúng ta nhiều khi đã mấy tháng trời chúng ta đã giữ gìn rồi, thì mà chỉ cần sơ sẩy chủ quan thì phải nói là rất nguy hiểm. Cái bệnh dịch này, cái con virus này nó không chừa một ai. Thành thử ra chính vì đó là xin quý vị tiếp tục giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để mà giữ cái vấn đề sức khỏe. Và cuối cùng hết thì thưa vị, có một cái vấn đề nữa là chúng tôi thấy là rất là nhiều quý vị, nhất là những quý vị các chủ nhà có những cái món nợ ở trong nhà thôi thưa vị, đã ý thức được cái chuyện mà bảo vệ bản thân mình, bảo vệ căn nhà tài sản của mình bằng những cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Thì Phạm Khanh thưa vị, ngoài cái chuyện mà làm địa ốc ra giúp quý vị mượn nợ mua nhà, thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở khách hàng nếu được nên mua thêm một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cái tài sản của mình. Ngoài quý vị biết nhà cửa bây giờ mua rất là khó, nợ phải nói là hàng trăm ngàn, mà nếu mà chẳng may mình vì một lý do nào đó bệnh tật mà nằm xuống ở ngoài, hoặc là mình bệnh mà không thể đi làm được, thì quý vị biết rằng không trả tiền nhà, không trả tiền chi phí, thì chắc chắn rằng các nhà băng sẽ tiến hành thủ tục tịch thu căn nhà. Mình không mà bệnh chết đã đành rồi, nhưng mà những người thân mình ở lại, vợ chồng con cái, cha mẹ ông bà vân ở ngoài, thành ra là mình mua bảo hiểm để bảo vệ cái tài sản trong những cái trường hợp rủi ro. Bây giờ bảo hiểm nhân thọ đền khi bị chết, đền lúc bị đang nằm bệnh ở nhà, và cũng như là đền trong những cái trường hợp mà quý vị bị tai nạn vân vân. Đây là một trong những hãng bảo hiểm mà phải nói rằng là đầy đủ hết tất cả những cái tính năng của nó. Rồi chưa kể là nếu mà mình có con cái vào đại học, cần tiền con cái đại học, thì mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cũng bằng những cái hợp đồng bảo hiểm để dành như vậy. Rồi chưa kể quý vị có những cái chương trình mà 401k, IRA này kia, vì đầu tư vô khi mà có những cái vấn đề thay đổi thị trường chứng khoán. Nhiều người, bởi vì mà trong đó chúng tôi thấy có một vài khách hàng chúng tôi phải nói rằng là thất thần luôn khi mà cái vấn đề stock giảm xuống, thị trường chứng khoán giảm xuống, họ mất phải nói là hàng chục ngàn đồng. Thì quý vị muốn đầu tư qua những cái chương trình khác để mà nó an toàn hơn cho mình, phải mà vẫn bảo vệ được cái số tiền quý vị có. Rồi chưa kể là song song đó mình mua thêm một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ cho mình nữa, thì quý vị liên lạc Phạm Khanh, chúng tôi đã giúp cho một vài khách hàng đã chuyển từ những cái hội quỹ 401k chuyển qua những cái chương trình annuity, tức là quỹ niên kim, an toàn hơn, có thêm một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nữa. Và chúng ta nói chung là trong cái lúc khó khăn như thế này thì cũng luôn luôn
giữ gìn sức khỏe và cũng như là luôn luôn dựa vào những cái chương trình bảo hiểm để mà mình có sự an tâm, cũng như là khi mà rủi ro xảy ra thì chúng ta cũng có thể chủ động được. Ngày hôm nay đó thì vô tình Phạm Khanh có làm một cái code, là một cái gọi là định giá cho những người 50 tuổi. Thưa quý vị, thì chúng tôi thấy rằng là mua bảo hiểm thật sự ra mà nói, nếu mà chúng ta chuẩn bị trước, sức khỏe còn tốt, không hút thuốc thì bảo hiểm cũng rất rẻ. Một người 50 tuổi mà chúng tôi làm một cái nghiên cứu trong ngày hôm nay, mua một cái chương trình đầy đủ bảo hiểm hết cho nữ 100.000, thưa quý vị, một cái chương trình bảo hiểm 100.000 cho nữ mà không hút thuốc chỉ trả có 160 đồng một tháng. Còn nếu hút thuốc thì trả thêm 20 nữa, tức là 180 đồng. Còn cũng với chương trình bảo hiểm 100.000 đó, nếu mà nam 50 tuổi, xin lỗi, nam 50 tuổi thì chỉ trả là 180 đồng nếu mà không hút thuốc. Còn nếu hút thuốc thì chỉ trả có 200 đồng mà thôi. 50 tuổi, quý vị, 50 tuổi cho nam và nữ thì quý vị thấy không? Trả có 160, 180 hoặc là 180, 200 mà thôi. Và hút thuốc đây không có nghĩa là mình không có mua được bảo hiểm. Quý vị vẫn mua được, nhưng mà cái giá nó nhỉnh hơn chút xíu mà thôi, chứ không có sao hết. 50 tuổi mà mua 100.000, nữ trả chỉ có 160 và nam trả chỉ có 180 đồng một tháng mà thôi. Nên nghĩ ngay tới cái chương trình như vậy thôi quý vị, để mà bảo vệ tài sản của mình. Gọi cho Phạm Kha, Kevin Phạm, California License là 0M29756 7146530605. Xin nhắc lại là chúng tôi đang có những cái chương trình giúp cho các cơ sở thương mại thông báo quảng cáo miễn phí trên Lido Sài Gòn TV. Thì muốn biết những cái chương trình như vậy thì xin gọi cho Phạm Khanh. Chúng tôi đến tận nơi làm những cái chương trình phóng sự thương mại, mục đích là để thứ nhất là giúp quý vị có thể hồi phục lại, chuẩn bị mở cửa lại để mà tiếp tục cái ngành nghề kinh doanh của mình, cũng mà chúng ta quyết tâm vượt qua về vấn đề bệnh dịch này, cũng như là tiếp tục để mà có thu nhập khi mà mở cửa trở lại hoàn toàn. Thì quý vị muốn quảng cáo bảo trợ cho chương trình Trung Thu, quảng cáo trong các cái chương trình thương mại của Lido Sài Gòn TV thì xin gọi cho Phạm Khanh ở 714-653-0605, 714-653-0605. Và chúng tôi còn một cái dịch vụ nữa thì cũng rất đặc biệt, thưa quý vị. Còn một tiệm nữa nè, Boga2Go. Cái tiệm này nó nằm ngay chỗ góc đường Swan và đường Westminster, tức là đối diện với trường Bosa Randy High School đó. Tiệm này có từ 10 cho đến 12 món 2Go thôi, nhưng mà họ cũng có cái bàn phía trước cho những quý vị nào muốn ngồi ăn, từ những món bún bò Huế cho tới canh bún này kia vân vân, họ đều có hết đó. Món nào ra món đó. Cái tiệm này sau lưng tiệm Hương Vĩ đó, bún bò Hương Vĩ đó, thì xin mời quý vị đến đây nếu mà muốn mua 2Go. Ông à, có từ 10 cho đến 12 tiệm Boga2Go. Rồi còn cái nào nữa hay không? Đó, thưa quý vị, sơ đó là những cơ sở thương mại mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong lúc này. Còn tiệm bún nước lèo Sóc Trăng. Bún lèo Sóc Trăng thì họ có hai cái góc, họ nằm góc mà, họ nằm mở cửa bán ở phía ngoài trời, vẫn bình thường. Bún nước lèo Sóc Trăng thì phải nói rằng là ngon lắm quý vị, đến ăn thử đi. Bún nước lèo nấu cái quý vị nó nhẹ nhẹ hơn so với bún mắm, mấy em nhỏ ăn cũng được luôn. Nấu bằng thịt tươi, cá tươi, tôm tươi, đặc biệt là thịt quay. Thịt quay là quay tại tiệm luôn, thành ra cái da nó giòn tan, mấy em nhỏ mê lắm. Có thể quý vị đến cho mấy em ăn, kêu thêm một đĩa thịt quay ba đầu gì đó, đại khái gì đó, cho mấy em ăn thêm. Bún nước lèo Sóc Trăng ăn với lại rau sống rất là tuyệt vời, ăn thử đi. Hoặc là khách lạ đến, phương xa đến thì cho mời được ăn thử, mê luôn. Ở độc nhất vô nhị ở vùng Lido Sài Gòn, ngay góc đường Brookhurst và đường Haza, ngay góc đường Brookhurst và đường Haza, thuộc thành phố Westminster. Bún nước lèo Sóc Trăng, họ mở cửa từ 9 giờ sáng thưa quý vị, và có bàn ghế cho quý vị ngồi ngoài trời. Một lần nữa, muốn quảng cáo thương mại xin gọi cho Phạm Khanh 714-653-0605. Chương trình thương mại đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.